Năm 2021 là năm thứ hai dịch bệnh COVID-19 hoành hành và tác động rất lớn đến hoạt động ngành giao thông vận tải. Tuy nhiên, đây vẫn là năm đáng nhớ với nhiều điểm nhấn và thành tựu đáng chú ý của ngành. Trong những ngày cuối năm, mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại bức tranh tổng thể của giao thông năm 2021 để có cái nhìn toàn cảnh về những câu chuyện nóng về giao thông. Đầu tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã công bố bản án với 36 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Cả 36 bị cáo được xác định phạm tội vào tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, hai cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC gồm Nguyễn Mạnh Hùng 7 năm tù, Lê Quang Hào 6 năm tù. 33 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 8 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo này bị cáo buộc gây thất thoát hơn 811 tỷ đồng. Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư có tổng chiều dài gần 140 km với tổng số vốn đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng. Dự án được khởi công năm 2013 và từ tháng 9 năm 2018 đã đưa vào sử dụng 65 km của giai đoạn 1. Một dải cao tốc Bắc Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau sẽ được nối liền vào năm 2025. Để mong muốn này thành hiện thực, 12 dự án thành phần còn lại của tuyến sẽ được trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo hình thức đầu tư công tại kỳ họp bất thường sắp tới. Hiện Chính phủ đang đề xuất Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư 12 dự án từ đầu tư hợp tác công tư PPP sang đầu tư 100% vốn nhà nước với tổng vốn đầu tư cho 12 dự án khoảng 147.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành xây dựng, nhà nước sẽ tổ chức thu phí để thu hồi vốn đã đầu tư. Thời gian khởi công xây dựng dự kiến vào giữa năm 2023, hoàn thành các dự án vào năm 2025. Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được khởi công vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 tại Đồng Nai. Đây là một trong top 16 dự án sân bay được mong chờ nhất thế giới vì quy mô và sức ảnh hưởng của nó. Đây cũng là dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn với sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Mặc dù đã khởi công được gần một năm, nhưng dự án này cũng đang gặp phải những khó khăn về giải phóng mặt bằng hay tiến độ. Theo kế hoạch, đến tháng 1 năm 2025 sẽ hoàn thành các hạng mục chính như đường băng, nhà ga và hoàn thành toàn bộ dự án, đưa công trình vào sử dụng trong 6 tháng đầu năm 2025. Sau nhiều năm chuẩn bị, Việt Nam đã có đường bay thẳng tới San Francisco, Hoa Kỳ, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử thương mại hàng không hai quốc gia. Kể từ tháng 12 năm 2021, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines sẽ khai thác thường lệ đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco với tần suất 2 chuyến một tuần, sau đó sẽ tăng lên 7 chuyến một tuần sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và Chính phủ Việt Nam cho phép mở lại các đường bay quốc tế thường lệ. Các chuyến bay được thực hiện bằng đội tàu thân rộng Boeing 787 và Airbus A350. Kế hoạch mở đường bay thẳng Việt-Mỹ được Vietnam Airlines triển khai từ năm 2000 để đặt chứng nhận khai thác thường lệ đường bay tới Mỹ. Hãng đã phải làm việc với 9 cơ quan của Mỹ với nhiều thủ tục khắt khe. Ngoài Vietnam Airlines, hãng hàng không Bamboo Airways cũng công bố kế hoạch sẽ mở đường bay thẳng với Mỹ và đã có chuyến bay charter đầu tiên. Sau 10 năm chờ đợi, người dân thủ đô đã có thể trải nghiệm tuyến tàu trên cao Cát Linh – Hà Đông. Sự kiện này thu hút sự quan tâm rất lớn của không chỉ người dân thủ đô mà còn cả người dân cả nước, do cũng là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước được đưa vào vận hành thương mại. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông được khởi công từ ngày 10 tháng 10 năm 2011. Dự án có tổng chiều dài là 13 km, toàn bộ đi trên cao với 12 ga. Điểm đầu là ga Cát Linh, điểm cuối là ga Yên Nghĩa và 13 đoàn tàu. Tổng mức đầu tư sau nhiều lần điều chỉnh là 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 9.000 tỷ đồng so với mức ban đầu. Đến ngày 6 tháng 11 năm 2021, dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã chính thức đưa vào khai thác sau nhiều lần trễ hẹn.